Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay thì em có test một bộ máy phun thuốc tự hành. Này bộ do chú khách ở Hải Dương anh đặt hàng bên mình nha. Bộ này thì bữa trước bán là 15 triệu rưỡi. Đó, kêu Rick. Thì con này thì mình đã test chạy ok hết. Tí nữa mình sẽ quay cụ thể cho anh em xem nha. Bên dòng máy phun thuốc. Đó, bên mình thì có khá là nhiều loại máy phun thuốc và có tự hành đầy đủ hết. Đầu rồi máy dầu, máy xăng đều có hết nha. Trong này thì còn có hai bộ cũng phun thuốc tự hành luôn. Phun thuốc tự hành luôn nha. Bữa trước 4 bộ giờ quay bán còn 2 bộ. Bên này thì máy rửa xe cách âm, máy thùng cách âm rửa xe. Rồi. Giờ mình sẽ đi vào chi tiết test thử bộ này cho tất cả mọi người xem. Bộ này thì kéo cái đầu SB. Keurig SB 355. Con này đẹp riêng nguyên bản luôn nha, rất là đẹp. Máy xăng dòng này đời cao nè, cái tay hồi chỉnh áp đời cao nè. Chỉnh áp này ti lồng đen. Lồng đen nha. Nè 28 ly. Bầu áp rất là đã luôn. Kéo cái đầu Mitsubishi BC 130. 130. Rồi, bộ này thì có 100 mét dây. 8.5. Rồi, giờ bữa trước mình cũng quay cụ thể rồi, giờ mình sẽ test video cho tất cả mọi người xem. Đó. Này. Này thì máy nè. Bật lên. Đó. Đó, đây là cho máy xăng chạy không tải nha. Đó, máy xăng chạy không tải nè. Này là gạt máy xăng chạy không tải. Đó, gạt vô đầu rửa xe nè. Đó. Đó. Máy đang nổ nha. Đó, đang phun. Đó, súng mà. Đó, chỉnh xòa nè. Súng này nha anh em. Đó, chỉnh xòa. Đó, này phun thuốc nè, rất là đã luôn. Đó, phun thuốc nha, phun thuốc. À, phun xa nè, bọt và ướt hết điện thoại. Đó, phun xa này, phun sương nè. Đó, phun sương. Đó, quá đã luôn nha, phun thuốc. Mình có cây xòa mình phun thuốc tới góc được nha anh em. Đó, quá đã luôn. Chính xe là thuộc rồi. Đó, có bánh là thuộc chính xe. Máy đoàn chạy nha. Này là cho dây ra nè, kéo dây là nó ra nha. Gạt vô là nó vào nè. Đó, gạt vô là nó vào. Đó. Đó, dây đang chạy vào. Cho nó tự hành cho bóp này. Đó, cho chạy nha. Đó, chạy nè. Bóp, đó, chạy. Đó. Không cần đẩy luôn nha. Đó, rồi rồi. Này đem ra ngoài ruộng á, cho chạy với sướng. Đó, tắt máy nha. Này đem chỗ rộng á, ngoài ruộng á, chạy nước mới đã. Chạy rất là nhanh luôn, phí theo không kịp luôn. Rồi, thì bộ này thì mình đã bán rồi. Còn bên này, bộ còn được hai bộ như vậy nữa nha. Đó, hai bộ máy, bộ này cũng khá là đẹp luôn. Đó, bộ này rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, cũng tự hành luôn nè. Mitsubishi kéo bởi máy Mitsubishi BC 132 4BS. Dòng máy Mitsubishi là chạy rất là êm luôn. Đó, vô tải nè. Đó, hệ thống vô tải mới keng luôn nha anh em. Anh em thấy không? Không có rỉ sắt gì đó, mới keng. Kéo cái đầu Keurig SB 351. Đó, ti lồng sứ nha, lồng sứ da 25 ly. Đó, đầu máy Mitsubishi. Con này em chạy rất là êm luôn.
Đó, con này thì cũng làm chạy ok cho anh em, giá là 13 triệu rưỡi. Đó, con này thì đang nó có tầm khoảng 50 mét dây. Đó, 50 mét dây nha. Đó, anh em nào muốn dây mua 13 triệu rưỡi là 50 mét. Còn muốn mua riêng mua đó, mua riêng nữa thì anh sẽ có bán hết nha. Này cũng có tự hành luôn nè. Tự hành nè. Đó, tự chạy luôn nha. Con này rất là ngon luôn. Bánh xe đẹp leng keng luôn nha. Rồi bộ này là 13 triệu rưỡi bao gồm dây súng khúc hồi đầy đủ. Đó, rồi làm test chạy ok cho tất cả mọi người nha. Rồi còn bộ này cũng tự hành luôn nha. Đó, bộ này cũng máy Mitsu 8126BS. Đó, máy Mitsu lớn, kéo đầu lớn nha. Con này lớn hơn. Đó, con này lớn. SB 571. Đó, SB 571. Bữa trước cũng có quay rồi nha anh em. Đó, dây 100 mét dây nè. Này có hệ thống tự hành nè. Đó, tự hành cái này xoay được nè. Này quay nè. Đó, lôi ra, lôi dây ra nè. Đó, rất là đã luôn. Đó, cái hộp nhông của nó đây. Này có máy có đè nha. Mày nè, vô cái bình nè. Đó, cái bình. Rồi. Bên này thì cũng có được mấy bộ nữa nha. Còn một bộ giống giống như trong này nè, bộ cũng Mitsu 182 cũng tự hành luôn nha anh em. Con này tự hành luôn. Con này cũng có tự hành. Tự hành là cái chỗ này nè, đó bóp cò, bóp cái này, bóp này tự hành. Kéo đầu SB 405 này ti sứ. Con này ti sứ. Đó, tự hành nè, rất là đẹp luôn. Đó, dây 100 mét dây nha, dây màu vàng.